đây có gì không anh? Kêu thằng Hiền ra đây. Đạn kia này có gì không anh? Kiếm nó cắt tóc cho tao mới được mày. Hả? Nè, giờ mày đang có bầu nha, mày chết không mày? Ôi, lâu không gặp. Lâu quá không gặp. Mới đi Mỹ vậy mày? Đơn liệt kiếm thành cũng không được. Tại vì nào kiếm mày. Tao đang nói chuyện này còn kiếm mày. Nhớ cắt tóc rất là đẹp cho tao nha. Ok, cắt tóc thôi. Không tin. Tại lúc đó đang ngồi ở tiệm á. Anh nhớ hồi xưa em có cái shop Sài Gòn Vô không? Yeah. Trong cái phim mà Đúng rồi. Xong rồi đang ngồi ở tiệm thôi, không biết vấn đề gì thì mở điện thoại lên. Thì lúc đó là thấy là tin nhắn á, trong cái message của mình là nó nhảy lên là tới 3K cộng 3K nữa là tin nhắn. Mà thời đó là xài iPhone 4 nha. Xài iPhone 4 mà lúc đó là cái phim vừa lên cái là người ta nhắn tin cho mình đến cái độ vậy luôn á. Nghĩa là khủng khiếp. Nhắn ai gọi anh ai. Tại đó cũng là... vui lắm, nghĩa là cũng khen có, chửi bới sùm cũng có. Tại mày đó. Nhiều cái nhảm nhí lắm. Mà xưa ở trên cái set production cũng vui nữa, mấy anh em kiểu cái tình với nhau vui. Mấy tháng trời á thì mình tập ở Liên Phong. Đúng rồi. Mỗi ngày. Và lúc đó khỏe vãi luôn. Lúc đó khỏe ha, lúc đó tập Liên Phong khỏe kinh khủng luôn á. Tập võ ở Liên Phong. Nói gì nói chứ ở Liên Phong khỏe. À, giống như đi làm vậy á. Mỗi ngày mới lại Liên Phong. Mà không được trễ nha, nói trễ mua nước thấy mẹ luôn. Nhớ cái đó là ngày. Mua nước cho nguyên cái team. Trễ là mua nước cho ba mấy người uống. Nước xăm gì đó nhớ không? Revive á, Revive. Nha. Rồi, sau cái đó là em bị dị ứng Revive mấy năm trời không uống lại luôn á. Tại vì em thấy nó anh cũng ghét ngán quá rồi. Xin lỗi Revive nha. Và giống như hàng ngày mình uống, mấy anh em mình uống cái đó, thấy không? Trời, uống mà vừa ghét nó là tại vì mình phải mua nó hoài á. Mình cứ đi trễ là mình cứ phải mua nó hoài á. Thôi đúng rồi, ông này là cái ông mà làm mình bể đầu nữa bạn. Bể đầu thiệt chứ. Mình có cái sẹo ngay chỗ này luôn. Sorry. Thì nếu như mà các bạn coi clip á, mình sẽ cố gắng mình tìm cái scene đó để mình bỏ vô, mình ghép vô cho các bạn coi là làm sao mà bể đầu. Là búa thiệt luôn. Nguyên cái búa thiệt luôn. Nghĩa là anh cầm cái búa, mà cái vũ khí của anh là anh cầm cái búa. Xong cái tới lúc mà tập á thì anh em mình tập đồ giả, mà mình tập đồ giả thì mình tập ngon lắm. Xong tới lúc mà ra scene quay thì mình có tập thêm một lần mấy lần nữa ở ngoài set. Thì không biết lý do là vì cái gì, thì bình thường là có một cái pha là đỡ ngang thôi. Lúc đó thì đỡ làm sao lấy không biết sao là đỡ thì nó hụt luôn. Thì cái búa đó vô tình là nó cắm thẳng cái đầu mình luôn các bạn. Lúc đó là bụp một cái là máu chảy xuống mặt mình, mà mình rờ vô mình không biết là ủa cái này là máu thiệt hay là máu giả. Không biết là máu của rapper, của đàn phim hay là máu mình nữa. Ủa sao nó chảy mềm dữ vậy ta? Nó chảy quá trời luôn. Xong bắt đầu là nguyên một cái đèn năm ngọn đó, nghĩa là tất cả mọi người bắt đầu mới quan tâm. Tại thời điểm đó mình giai chính mà. Trời ơi, chạy lại xong rồi mình mới bình tĩnh, lúc đó không biết sao mình rất là bình tĩnh nha. Không biết sao em bình tĩnh lắm, em kêu ok mọi người tách ra cho em thở cái. Thì em ngồi xuống, là lúc đó là mọi người tách ra thở. Mà lúc đó mình cũng không biết sao nữa, rất là máu. Nhớ chí nguyện lấy cái thuốc lá để lên cái đầu em cho nó chuyện lên cho nó bật. Cho bước cái thuốc đó để đừng chảy máu nữa đó. Lúc đó chị kiếm với Quyền cái team đòi chở Hiền đi nhà thương, mà thằng này gạch thiệt. Thôi
thôi. À, ừ, lúc đó trẻ trâu lắm các bạn. Lúc đó trẻ trâu lắm, nghĩa là máu chảy xuống vậy mà không đợi đi, không đợi đi nghịch thương. Đúng rồi, thì bên sản xuất á họ kêu là thôi giờ đi bệnh viện để mai lại xong rồi mới quay tiếp. Nhưng mà tại vì là lúc đó là rất là nhiều người, mấy trăm người các bạn, mấy trăm người chứ không phải 500 người ở đó. Mà nếu như mà mình đi á là 500 người đó là phải đợi phải đợi hay là về gì đó là bỏ cái set, bỏ cái ngày đó. Bởi cái ngày đó cho nên là mình không phải là thật sự là mình thời điểm đó là mình cũng có nghĩ đến cái chuyện đó luôn, cho nên là mình cũng hơi trẻ trâu á. Nghĩa là mình ok mọi người không sao, em không sao, quay tiếp. Quay tiếp. Mất bể đầu luôn. Nghĩa là đến bây giờ em vẫn còn cái sẹo luôn. Mà lúc nào em sấy tóc, em chải tóc á, em cũng thấy nó hết. Nghĩa là nó không có nhỏ luôn á. Nó không có nhỏ nè, nghĩa là đây nè, đỏ thấy không, thấy không? Đây cái trắng trắng không? Đó. Nè. Cái đó kỷ niệm em nhớ anh suốt đời. Đó, đó cái trắng trắng đó. Đó là cái chỗ mà ông gõ cái búa vô các bạn. Lì thiệt, lúc đó lì. Lúc đó phim, đóng phim, đóng phim đó ai cũng lì hết, không phải là riêng mình đâu. Nè, lông mông gà đồ này nọ kia. Là lì thôi, cũng rất là lì luôn. Quýnh lộn mà các bạn biết mấy cái vũ khí á, mà cái thời điểm đó đó mà không biết tại sao là anh Trần Trung Lĩnh anh rất là ác. anh có một cái nhiệm vụ là anh sẽ làm vũ khí cho cả phim, nhưng mà không biết sao là anh đạo diễn là muốn là nghe ken hay sao á, thì nó cho nên là mới muốn là thôi làm bằng nhôm, thì quyết định là cuối cùng là bằng làm bằng nhôm. Thì nhôm thì nó cũng mềm thôi, nhưng mà bị cái là khi mà nó gõ đó thì cũng rất là đau. Mà cái búa của anh nặng nữa. Đúng rồi, cái búa của lông mòn gà cầm rất là nặng nha các bạn, nặng. Như là cái búa thiệt luôn, không có phải không phải là giả được, mà không biết tại sao mà anh Chí nói là sau này anh Chí nói là tại sao nó không làm đồ giả. Má làm đồ thiệt. Mà nhất là mấy cái cây mà anh nhớ là mấy cái cây mà nó gõ vô nhiều quá đó. Yeah, nó bị mẻ. Đúng rồi, nó bị mẻ đó. Đúng thì rồi. Khi mà anh em á cách cơ đơ cũng giống như diễn viên luôn, thì khi mà cầm á lúc mà bị chém hụt á là cái răng cưa đó là nó quất vô đây, là thời điểm đó là mấy anh em ai cũng vậy các bạn, ai cũng có sẹo ở đây hết đó, là rất là dễ nhận dạng mấy anh em bụi đời là ai mà nhiều sẹo ở đây nè, đó là đóng bụi đời xưa đó. Đó mấy anh em diễn viên là bị cái đó, mà cái này nói thiệt luôn rất kinh khủng nha. Mà lì mấy diễn viên nào cũng lì hết trơn, em nói đúng. Mà lúc đó là quên làm mà quên thân luôn các bạn. Vui quá. Anh em là toàn là những cái người mà mới bập bẹ chập chững với cái ngành điện ảnh Việt thôi. Cho nên là anh em thật sự là anh em rất là cống hiến luôn. Cống hiến hết 100% khả năng luôn á. Nhiều khi là sinh mạng mình luôn các bạn. Yeah. Chứ không phải là kiểu khả năng không. Long Điền cũng bị thương, ai cũng bị thương hết. Nhớ quay tới lại 4-5 giờ sáng. Chiếc xiềng của anh ở trong đi quay đi ra. Má. Là ngày nào cũng vậy hết, ngày nào tại vì nó quay chỉ vào ban đêm thôi. Cái câu chuyện đó là nó chỉ ở trong ban đêm. Cho nên nó là ngày nào cũng như ngày nào là 6 giờ tối là anh em mình 4 giờ rưỡi chiều chứ 4 rưỡi chiều là anh em mình bắt đầu tập trung sáng. Anh em mình bắt đầu tập trung xong rồi 6 giờ bắt đầu bấm máy đó, thì bấm máy đến 5-6 giờ sáng đại loại là vậy. Cứ trời sáng là anh em mình sẽ về ngủ, còn dù trời tối là anh em mình phải làm việc đó, nó mỗi ngày vậy luôn. Mà các bạn biết quay tổng cộng là 31 ngày. Tổng cộng là quay 31 ngày là giống như là một tháng vậy các bạn, là mình quay á là mình phải có mặt trên set 30 ngày các bạn. Đó là coi như là anh em nói chung là sống với nhau. Đúng rồi. Sống với nhau đúng kiểu gọi là sống với nhau. Phải sống một tháng nha. Trước kia đó mình phải tập trường 2 tháng nữa. Tập với Liên Phân nha. Bởi anh em ở trong phim Bụi Đời ai cũng thân với nhau hết. Mà lúc mà mới vô nha, cái này chia sẻ thiệt là lúc mà mới vô khi mà tại vì em đã tập ở Liên Phong trước cái lúc mà anh vô luôn. Đó thì lúc mà mới vô á thì nhìn ông này xong nó được không ta? Ông này ổng là rapper mà sao hôm nay đi đóng phim mà đóng phim quýnh lộn nữa. Nghi ngờ, có một chút gì đó nghi ngờ các bạn. Nhưng mà khi mà vô tập rồi thì ông này ổng người khác luôn.
nghĩa là ổng không có ổng quên ổng là rapper mà ổng chỉ nghĩ là ổng là lông bông gà đó các bạn. Ổng vô ổng nói chuyện rồi ổng thoại rồi. Cái lúc mà vui nhất là cái lúc mà đọc thoại mà anh em mình tập thoại chung nhau á. Trong cái bàn đó. Ờ, trong cái bàn ngồi nguyên một cái bàn rất là đông người đó, tất cả diễn viên. Đó thì tất cả mọi người đọc kịch bản. Thì tới cái lúc mà thoại của ổng á, ổng cất cái giọng lên một cái thôi á là nguyên một đoàn giống như kiểu là trời ơi cái gì vậy kiểu. Lúc cuốn ra đón tiếp. Dạ là có chuyện gì không anh? Kêu tâm hồn ra đây. Âm kỳ địa phủ kiểu kéo về trời ơi. Rất là nặng, một cái tông mà lần đầu tiên nghe kinh khủng khiếp mà mà làm cho cái cả một cái phòng luôn đó. Thì mọi người cũng nghe được ở trên, nếu mà ai đó đã xem cái phim đó thì mọi người cũng có thể nghe được cái giọng, cái voi ớp của ảnh. Thì thật sự là một cái voi rất ấn tượng. Mà đến bây giờ thì thật sự là mình nghĩ là chắc cũng chưa có ai có được một cái voi giống vậy đâu. Nói thiệt luôn. Cho nên là rất là vui. Mà lúc mà ra on set á, ảnh cũng rất là hòa đồng, rất là vui vẻ. Tại vì ảnh cũng happy với cái chuyện đó lắm các bạn. Anh cũng happy với cái chuyện, đúng không? Anh cũng rất là vui khi mà mình làm một cái phim. Trời ơi, thật sự. Trời mà cái phim nó còn dã man nữa thì không còn gì bằng hết. Đó giống như là nãy hồi nãy anh Long cũng có chia sẻ, thì thật sự khi mà cái cảm giác mà leak phim ra, khi mà cái phim nó bị leak ra thì ai cũng nói gì nói, chứ nếu như mà mình được ra mắt mà không một bằng một cách là không có chính thống á thì ai cũng buồn hết, đúng không? Không ai, ai cũng buồn hết. Nhưng mà nó không công bằng với những cái nhà sản xuất, những cái nhà đầu tư. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự á, là sau cái này phải nói là sau khi mà nó bị leak ra đó thì những cái kết quả cũng giống như là những cái thứ mà nó mang lại cho tất cả các anh em diễn viên thời điểm đó đó, nó là một cái mà không có bất kỳ một cái số tiền nào có thể mua lại được. Là cái sự yêu quý của tất cả mọi người, giống như là trời là mọi người trời em, đến nỗi mà mọi người rủ đi ăn đi uống với nhau ở ngoài đường, ở ngoài gì thôi là trời bu thân nữa. Không gặp nhau mấy năm mà gặp nhau là cũng thân lại ha. Rất là vui các bạn. Không mà thật sự cái đó là một cái cảm giác mà nó thiệt luôn là không có bất kỳ một cái nào có thể so sánh được luôn. Ok. Mình sẽ không bao giờ có một cái điều giống như vậy. Ok, cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Để lại một cái comment nếu như mà các bạn cảm thấy thú vị, hoặc là các bạn có thể like cái video này. Các bạn có thể để lại một cái subscribe cho cái kênh của mình đông hơn. Để không biết để làm gì nữa. Chắc là để khè người khác thôi. Muốn cắt tóc qua bốn râu. Ok, đó, đơn giản với lại vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Đó là những chia sẻ của chúng tôi. Bye bye. Peace. Yeah, that's good.